A, các photon cùng của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau. Các photon của cùng một ánh sáng đơn sắc thì có cùng tần số và có cùng tần số thì năng lượng như nhau, như vậy A là đúng. B. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng photon đều giảm dần. Cái này là sai. À, năng lượng của từng photon không không đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn. Năng lượng photon luôn bằng hf. hf như vậy khi truyền đi ép không đổi cho nên năng lượng cũng không đổi và không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn như vậy B là sai D uh, C photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động C đúng D ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon D cũng đúng như vậy câu này chọn sai thì là chọn B